chúng ta sẽ trao đổi về một mục liên quan đến phần gọi là chuyển lỗ. Phần này là đặc sản chỉ có thuế thu nhập doanh nghiệp mới có thôi. Thì cái phần chuyển lỗ đấy chúng ta sẽ ôn tập như thế nào? Các bạn lưu ý về mặt nguyên tắc, chuyển lỗ trường hợp mà cơ sở kinh doanh doanh nghiệp có phát sinh lỗ sau khi quyết toán thuế thì cái khoản lỗ đó được phép chuyển vào các năm tiếp theo. Nhưng cái theo nguyên tắc chuyển là gì? Thứ nhất là chuyển trong vòng không quá 5 năm kể từ năm tiếp theo phát sinh lỗ, một cái. Cái số 2 là gì ạ? Nguyên tắc số 2 là nguyên tắc chuyển lỗ đấy là chuyển liên tục và toàn bộ số lỗ phát sinh năm đấy. Được chưa? Đó, đấy là hai nguyên tắc liên quan đến phần chuyển lỗ mà các bạn cần phải lý. Trong đó mình trao đổi trước cái điểm liên quan đến nguyên tắc chuyển toàn bộ và liên tục. Chuyển toàn bộ và liên tục ở đây có nghĩa là gì ạ? Không nhảy cóc, hay nói đơn giản là không có để dành. Trong cái trường hợp để dành đấy nó sẽ là như thế nào? Trường hợp là gì ạ? Nếu như doanh nghiệp thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn và giảm thuế thì trong cái năm sau khi mà có phát sinh lãi như vậy, thuộc trường hợp là được miễn thuế rồi, thì như thế thì có chuyển lỗ vào đi chăng nữa thì có lợi không ạ? Thực ra là không có lợi, vì trong lúc đấy là được hưởng cả hai cái mức ưu đãi như vậy, vừa được chuyển lỗ là bù trừ lỗ của các năm trước sang. Đồng thời thì sau khi bù trừ xong thì vẫn là miễn, thì dù là trước bù trừ hay sau bù trừ thì vẫn là miễn thuế đều, không phải là nộp thuế. Nên một số trường hợp doanh nghiệp nếu nghĩ là nếu muốn có lợi nhất thì sao ạ? Để dành cái khoản lỗ đó đến khi nào hết ưu đãi miễn thuế rồi chúng ta mới làm gì ạ? Mới thực hiện chuyển lỗ. Nhưng nguyên tắc đấy không đúng nhỉ? Nguyên tắc chuyển lỗ là chuyển toàn bộ và liên tục, có nghĩa là gì ạ? Không có để dành. Đấy vậy. Thế còn cái nguyên tắc là thời hạn chuyển không quá 5 năm kể từ năm tiếp theo phát sinh lỗ đấy được thể hiện như thế nào? Thì mình mô tả cho các bạn một cái sơ đồ về mặt thời gian như thế này. Ví dụ như là năm 2014 doanh nghiệp có phát sinh lỗ 1 tỷ, nhớ chưa? Sau đó sang các năm 2015, 16, 17. Ví dụ như các năm này cũng phát sinh lỗ tiếp thì cái khoản lỗ năm 2014 lỗ 1 tỷ như thế này được bắt đầu chuyển từ năm tiếp theo là năm nào? Năm 2015. Nhưng gì ạ? À? Không được chuyển quá 5 năm. Có nghĩa là đến năm nào ạ? À? 2015, 16, 17, 18, 19 đến hết năm 2019. Được chưa? Đến hết năm 2019 thì cái khoản lỗ phát sinh năm 2014 chỉ được chuyển hết năm 2019 thôi. Giả sử như tất cả các năm này đều lỗ thì có nghĩa là gì ạ? À? Doanh nghiệp chưa có lãi để mà bù trừ. Thì sang năm 2020, sang năm này khoản lỗ này sẽ không còn được chuyển nữa, được chưa? Cùng lắm chỉ được chuyển đến năm này thôi, đến năm 2019 thôi là hết hạn rồi. Còn sang năm 2020, giả sử năm đấy doanh nghiệp bắt đầu có lãi thì doanh nghiệp sẽ sử dụng lỗ của năm nào ạ? Sử dụng lỗ của năm này, năm 2015. Năm 2015 thì cái tuổi thọ của khoản lỗ năm 2015 bắt đầu tính từ nào? Năm nào? Năm tiếp theo, năm phát sinh lỗ là năm gì ạ? Năm 2016, thì khi đó sẽ bắt đầu tính từ đây để chuyển và có thể được chuyển tối đa đến hết năm 2020. Đấy chưa? Đấy là cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý là lỗ có tuổi thọ chuyển không quá 5 năm và tuổi thọ khoản lỗ năm phát sinh năm nào tính theo năm đó. Không chơi cái kiểu là gì ạ? Lỗ năm 2014 là như thế này, nhưng sang năm 2015 vẫn có lỗ thì lấy lỗ của năm 2014 cộng thêm vào lỗ năm 2015 để tính lại tuổi thọ từ năm 2016. Quy định đấy là không đúng nhỉ? Đó, được chưa? Các bạn lưu ý là tuổi thọ của lỗ sẽ được tính từ khi nào? Năm tiếp theo năm phát sinh cái khoản lỗ đó. Có nghĩa là lỗ năm 2014 thì tuổi thọ sẽ tính từ năm 2015. Được chưa? Thì đấy là hai cái điểm đầu tiên liên quan đến nguyên tắc về chuyển lỗ, phải chuyển toàn bộ liên tục và không quá 5 năm. Cái điểm tiếp theo mà mình muốn lưu ý, muốn trao đổi với các bạn về phần chuyển lỗ đấy là nguyên tắc chuyển lỗ như thế nào. Trong trường hợp doanh nghiệp có đồng thời phát sinh nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau đó thì lại các thuộc các đối tượng có doanh nghiệp thì được, có hoạt động thì được hưởng ưu đãi và có hoạt động không được hưởng ưu đãi. Thì ví dụ như một doanh nghiệp mà có các hoạt động ví dụ như sản xuất phần mềm và hoạt động thương mại khác đi đó, thì hai hoạt động này, đối với hoạt động sản xuất phần mềm là hoạt động được hưởng ưu đãi thuế, còn hoạt động thương mại các hàng hóa khác thì sẽ không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế. Nhưng trong trường hợp này, nếu như đồng thời trong năm mà doanh nghiệp phát sinh liên quan cả hai hoạt động này, cái thì có lãi, cái thì lỗ, thì chúng ta sẽ làm cái trong trường hợp cả hai cùng lỗ thì không sao, cứ thế mà chuyển thôi ạ. Còn cái trường hợp cả hai cùng lãi thì cũng cứ thế mà cứ theo tương ứng cái mức thuế được ưu đãi không được ưu đãi của từng hoạt động mà sẽ tính thuế. Nhưng trường hợp một cái lãi một cái lỗ thì như thế nào? Chính vì trong trường hợp này phần chuyển lỗ có thêm một nguyên tắc nữa. Đầu tiên, cái ưu tiên đầu tiên bao giờ cái này mình gọi tóm tắt nó gọi là nguyên tắc bù trừ, gọi là net off. Net off
hay còn gọi là chuyển ngang. Nguyên tắc ưu tiên đầu tiên là sẽ là gì ạ? Chuyển ngang. Như vậy mình giả sử ở đây có gì ạ? Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm có lỗ 1 tỷ, trong khi đó hoạt động kinh doanh thương mại thì lãi 500. Thì cái nguyên tắc chuyển ngang đấy được hiểu như thế nào? Thì sẽ lấy được hiểu là gì ạ? Chuyển ngang ở đây là chuyển một phần lỗ của hoạt động trong cùng một kỳ kinh doanh mà doanh nghiệp có phát sinh cả lãi cả lỗ, thì sẽ tiến hành việc bù trừ ngang giữa các hoạt động với nhau, lấy lỗ của bạn này chuyển sang đây, trừ đi 500, được chưa? Thì cuối cùng sau khi chuyển lỗ, bạn này còn gì ạ? Bằng không, không phải nộp thuế, tính vào nộp thuế. Còn bạn này còn lại là gì ạ? Còn lại 500. Đấy là nguyên tắc, gọi là nguyên tắc đầu tiên. Và cái này sẽ là ưu tiên đầu tiên, chuyển ngang trong cùng một kỳ tính thuế trước, được chưa? Thì sẽ là cái này. Sau khi thực hiện nguyên tắc chuyển ngang này xong, sẽ đến nguyên tắc số 2 là nguyên tắc chuyển dọc. Chuyển dọc đây gọi là chuyển giữa các năm. Chuyển dọc hay còn gọi là chuyển lỗ giữa các năm đấy ạ. Nó sẽ là nguyên tắc chuyển dọc, nó sẽ là như thế này. Lỗ của hoạt động nào sẽ được chuyển vào hoạt động đó. Ví dụ như ở đây chúng ta có gì? Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm năm ngoái có khoản lỗ, còn khoản lỗ là 500 triệu, thì năm nay xem là hoạt động sản xuất phần mềm có lãi không. Nếu như có lãi thì ưu tiên chuyển vào đấy trước. Đấy chứ? Đó. Tương tự như vậy đối với hoạt động thương mại, lỗ hoạt động thương mại sẽ ưu tiên chuyển vào hoạt động thương mại trước. Đấy gọi là nguyên tắc là chuyển dọc. Khi chuyển dọc như vậy hay còn gọi là chuyển giữa các năm, thì ưu tiên sẽ là chuyển dọc trước, của hoạt động nào sẽ chuyển vào hoạt động đấy trước. Sau đó phần còn lại mới tính đến phương án là gì? Chuyển ngang. Đấy chứ? Rồi, nhưng đấy là trong trường hợp mà tách riêng ra được lỗ của các năm trước, là tách riêng ra được lỗ của hoạt động mà này, hoạt động A hay hoạt động B. Nhưng nếu như trường hợp khoản 500 này nó không phải là của riêng hoạt động sản xuất phần mềm mà nó là của chung, tức là không tách riêng ra được bạn nào với bạn nào, nó là lỗ chung như thế này. Trong khi đó sang năm sau, đây là năm 2014 đi, và đây là sang năm 2015. Khi sang năm 2015 thì hoạt động sản xuất phần mềm gì ạ? Có lãi 300 triệu, xin lỗi các bạn. Còn hoạt động thương mại thì lãi gì ạ? 700 triệu. Thì như vậy, đối với trường hợp này, cái việc anh tách được hay không tách được đấy là do lỗi của anh. Nên như đó, khi đó thì thuế sẽ áp dụng nguyên tắc là sẽ theo cái hướng, nếu anh không tách được thì anh sẽ phải chuyển vào hoạt động có ưu đãi trước. Vì sao ạ? Vì nếu như anh chuyển vào hoạt động không có ưu đãi, có nghĩa số thuế anh phải nộp ít hơn. Trong khi đó cái việc anh không tách được là lỗi của anh, không phải lỗi của thuế. Do đó khi chuyển dọc như thế này mà lỗ của các năm trước doanh nghiệp không tách riêng ra được từng hoạt động có ưu đãi, không có ưu đãi, thì sẽ ưu tiên đầu tiên là chuyển vào hoạt động có ưu đãi trước. Phần còn lại, như vậy 300 sẽ chuyển vào đây, phần còn lại là 200 thì mới chuyển vào đây, được chưa? Thì các bạn lưu ý cho mình cái điểm này. Như vậy đối với phần chuyển lỗ thì các bạn lưu ý hai điểm, hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc chung về mặt xác định chuyển lỗ, đấy là gì ạ? Lỗ chuyển toàn bộ và liên tục, thời hạn không quá 5 năm, đấy là nguyên tắc đầu tiên. Nguyên tắc số 2 là phương thức chuyển lỗ, trong trường hợp là cùng một doanh nghiệp, cùng một cơ sở kinh doanh có nhiều hoạt động khác nhau thì như thế nào. Đầu tiên các bạn xem trong cùng một kỳ sẽ ưu tiên nguyên tắc chuyển ngang, tức là gì ạ? Net off giữa các hoạt động trong kỳ với nhau. Còn trường hợp số 2 là trường hợp chuyển từ năm này sang năm khác thì lại ưu tiên chuyển dọc trước, tức là gì ạ? Chuyển cùng một hoạt động trước với nhau, sau đó còn lại thì mới bù trừ ngang. Yeah. Đó. Như vậy, tóm tắt cho cái phần chuyển ngang chuyển dọc như thế này, trong cùng kỳ sẽ đi chiều này, sau đó đi xuống như này, được chưa? Đây là cái hướng mũi tên và cái mức ưu tiên đi. Nhưng nếu như chuyển từ năm này sang năm khác thì lại đi như thế này. Hoạt động nào vào hoạt động đấy trước đã, phần còn lại mới gì ạ? Mới bù trừ ngang sang các hoạt động còn lại, được chưa? Và nếu trường hợp mà doanh nghiệp không phân tách ra được lỗ của hoạt động nào, luôn luôn là phải chuyển vào hoạt động có ưu đãi trước, sau đó mới chuyển vào hoạt động không được ưu đãi. Đấy là phần chuyển lỗ. Yeah.